Xin chào các bạn, tôi nghĩ là các bạn có thể đã nhận được cái thông tin liên quan tới nước Iran đã đưa ra cái thông báo là sẽ mua và sử dụng Bitcoin thì đây là một cái thông tin mà rất là quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn tại vì các bạn thấy được là đây là một điều mà chúng ta đã nói tới rất là lâu những bạn nào mà theo dõi channel này thường xuyên thì cũng đã biết là chúng ta nói là trước hết chúng ta sẽ thấy được lúc đó chúng ta nói tới là cái T3 năm chúng ta sẽ thấy được là những nhà đầu tư nổi tiếng trong thị trường tài chính truyền thống sẽ công thai tham gia vào chuyện này vì chúng ta đã có những thông tin đó liên quan tới Robert Kiyosaki, liên quan tới Paul Tudor Jones và vân vân Và sau đó chúng ta đã thấy được là những công ty lớn sẽ mua và lưu trữ Bitcoin trong ngân khố công ty thì cũng đã thấy được là chuyện này cũng đã xảy ra. Gần đây các bạn thấy là công ty Michael Strategy và nhiều công ty khác cũng đã mua và lưu trữ Bitcoin như là công ty Square. Và cái bước kế tiếp đó chính là một ngân hàng trung ương hay là nhiều ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu mua và lưu trữ bitcoin thì bây giờ các bạn thấy được là cái bước thứ ba đã từ từ hiện ra trước mặt của chúng ta đó chính là ngân hàng trung ương của Iran sẽ mua và sử dụng bitcoin và có thể là lưu trữ bitcoin trong ngân khố thì các bạn thấy cái thông tin này thì nhiều người cho là rất là tốt đối với sự phát triển của bitcoin càng ngày lại càng được chấp nhận nhiều hơn bây giờ các bạn thấy được là không chỉ riêng là những nhà đầu tư nổi tiếng không chỉ riêng là những công ty lớn lưu trữ bitcoin mà bây giờ ngay cả ngân hàng trung ương cũng có ngân hàng trung ương lưu trữ bitcoin nhưng mà nhiều người thì nói đây là thông tin không tốt chút nào Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào thông tin này Để coi coi là thông tin này là tốt hay là xấu Thì các bạn thấy được là cái tình hình chung của Iran Thì Iran là một quốc gia mà có cái năng lượng rất là rẻ Có nghĩa là đây là một quốc gia sản xuất năng lượng rất là nhiều Và có cái mỏ dầu rất là lớn và sản xuất rất là nhiều dầu Và xuất khẩu rất là nhiều dầu Thì năm ngoái chúng ta nhận được cái thông tin Đó chính là những cái thợ đào Bitcoin ở nước Iran khi mà họ đào bitcoin thì họ cần phải đăng ký với chính phủ iran nhưng mà có thể là đào một cách hợp pháp và có bằng để mà đào cho nên không có phạm pháp nhưng mà ngược lại người dân thì không được mua bán bitcoin nghĩa là trading bitcoin vẫn không hợp pháp ở nước iran thì nhiều người cũng cảm thấy là thông tin rất là khó hiểu tại sao mà cho thợ đào đào bitcoin nhưng mà lại không cho người dân sử dụng bitcoin hay là mua bán bitcoin thì các bạn thấy được là chúng ta bây giờ cũng hiểu rõ hơn một phần thì cái thông tin mà chúng ta nhận được cho tới bây giờ đó chính là ngân hàng trung ương của Iran và Bộ Năng Lượng đã đưa ra một cái thông báo là sẽ mua lại một số những cái Bitcoin được đào bởi thợ đào có nghĩa là thợ đào Bitcoin ở Iran đào xong thì có thể là bán cái số lượng Bitcoin đó cho ngân hàng trung ương của Iran thì họ mua để làm gì? Thì một trong những cái vấn đề là Iran bây giờ là đang nằm trong cái danh sách bị trừng phạt kinh tế bởi Hoa Kỳ và gần đây nhất lại có thêm 18 ngân hàng lớn của Iran bị trừng phạt kinh tế bởi Hoa Kỳ. Cho nên Iran bây giờ là đang lâm vào một cái tình hình cũng không được tốt lắm liên quan tới tài chính. Các bạn thấy được là có hai điều lớn xảy ra. Thứ nhất đó chính là cái tình hình bị trừng phạt kinh tế bởi Hoa Kỳ khiến cho nước Iran rất là khó để mà xuất nhập khẩu, mua bán hàng hóa thông qua những cái đường dây quốc tế cũng như là xuất nhập khẩu những cái mặt hàng như là dầu hỏa nhưng mà các bạn thấy được là iran đã nghĩ ra một cách đó chính là sử dụng bitcoin tại vì sao tại vì chúng ta thấy là cái số lượng tiền mà ngoại tệ iran lưu trữ càng ngày càng thấp xuống và đương nhiên khi mà iran bị trừng phạt kinh tế thì những cái nước đồng minh của hoa kỳ sẽ không có chấp nhận tiền của iran và cũng không có dám công khai làm ăn với lại nước iran cho nên các bạn thấy được đây dẫn đến cái sự cố là iran bị bế tắc trong cái việc là giao thương với những cái quốc gia khác và khiến cho nền kinh tế rất là xấu. Thì cộng với đó nữa, cái điều thứ nhì rất là khó khăn đối với Iran đó chính là tình hình liên quan đến dịch bệnh khiến cho cái nhu cầu liên quan đến dầu hỏa cũng giảm xuống. Các bạn thấy được là chỉ trong năm nay thôi thì Iran đã có cái sự sụt giảm trong cái việc mà khai thác dầu. Các bạn thấy được là từ tháng 3 cho đến, đến tháng 7 của năm nay thì Iran đã giảm cái số lượng dầu là 3,1 triệu thùng mỗi một ngày chỉ còn có 1,9 triệu thùng mỗi một ngày mà thôi có nghĩa là đây là cái số lượng dầu sản xuất thấp nhất từ năm 1981 và bây giờ là phần lớn cái dầu sản xuất được ở Iran là nằm ở trong những cái khu lưu trữ cho nên các bạn thấy được là một trong những điều mà Iran nghĩ ra là bây giờ thì những người mà đào Bitcoin ở trong nước của Iran thì có thể là bán cái Bitcoin đó cho ngân hàng trung mương của Iran ngân hàng trung ương của Iran là sẽ trả tiền như là trả bằng tiền của chính phủ Iran cho những cái thời đào đó họ có thể sử dụng tiền đó trong nước nhưng mà chính phủ Iran có thể lấy được Bitcoin và có thể dùng Bitcoin để mà giao dịch quốc tế đây là một trong những cái điều mà tôi cảm thấy là rất là thông minh được đưa ra bởi ngân hàng trung ương của Iran thì một trong những cái vấn đề mà nhiều người nói tới đây trước hết chúng ta hãy nói tới cái phần tốt đi thì nhiều người thì lập tức cho là đây là một cái tin tức rất là tốt đối với thị trường Bitcoin và crypto, tại vì chúng ta thấy là bây giờ có một ngân hàng trung ương là lưu trữ và sử dụng, có phải Iran là ngân hàng trung ương đầu tiên lưu trữ và sử dụng Bitcoin hay là không thì đương nhiên chúng ta không có dám chắc tại vì có thể là có nhiều ngân hàng trung ương đã lưu trữ Bitcoin từ bảy lâu nay nhưng mà không có ra thông báo. Nhiều người thì cho là cái thông tin liên quan tới Iran lưu trữ và sử dụng Bitcoin thì cũng tương tự như là cái thông tin liên quan tới Venezuela. À, đã lưu trữ và sử dụng tiền kỹ thuật số nhưng mà rất là khác cái thông tin này chúng ta cũng đang nói tới năm ngoái đó chính là nước Venezuela là, đưa ra một cái tiền kỹ thuật số riêng là đồng Petro đây là một cái tiền kỹ thuật số mà được tạo ra bởi nước Venezuela mà hầu như là bây giờ không có ai sử dụng hết nhưng mà người dân của Venezuela thì vẫn tiếp tục sử dụng Bitcoin cho nên cái thông tin liên quan tới Iran thì thực sự mà nói là cũng không có giống như Venezuela tuy là cả hai nước Iran và Venezuela đều là hai cái quốc gia mà đang bị trừng phạt kinh tế bởi Hoa Kỳ nhưng mà cái cách làm của hai bên khác nhau một bên thì tự đưa ra một tiền kỹ thuật số riêng đồng Petro một bên khác thì sử dụng cái tiền kỹ thuật số lớn nhất bây giờ đó chính là Bitcoin thì các bạn thấy được là việc mà ngân hàng trung ương chấp nhận lưu trữ với xương Bitcoin thì đương nhiên là một bước tiến tới rất là tốt đối với sự chấp nhận của Bitcoin trên thế giới thì có thể là nhiều người nghĩ là sau này nhiều ngân hàng trung ương hơn sẽ lưu trữ Bitcoin cũng như là nước Iran nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là một trong những cái vấn đề khó khăn ở đây đó chính là chúng ta không muốn cái nước đầu tiên công khai lưu trữ sử dụng Bitcoin nước Iran tại vì đây là một cái nước mà đang bị trừng phạt kinh tế bởi Hoa Kỳ và ở Hoa Kỳ bây giờ các bạn thấy được là vẫn có rất là nhiều những cái nghị sĩ mà không có thiện cảm đối với tiền kỹ thuật số trong đó chúng ta có những người như là nghị sĩ Brad Sherman của Hoa Kỳ là một người mà không có thiện cảm đối với tiền kỹ thuật số và năm ngoái các bạn có đã thấy trong những cuộc họp thì lại đưa ra cái ý kiến là cấm Bitcoin thật ra các bạn đã biết là một quốc gia không thể nào cấm Bitcoin tại vì Bitcoin là một cái mạng lưới hoàn toàn là phi tập trung và bitcoin thì không có ai đứng đầu hết cũng không có công ty bitcoin các bạn thấy được là chỉ là những cái sổ cái lưu trữ cho mạng lưới blockchain mà thôi chỉ là dữ liệu mà thôi cho nên trên căn bản không thể nào cấm được bitcoin cũng như là không cấm được internet một quốc gia không thể cấm bitcoin quốc gia đó chỉ có thể cấm người dân của mình sử dụng bitcoin mà thôi và nếu như mà các bạn thấy được là có nhiều cái quốc gia mà đang nằm trong danh sách mà gọi là bị trừng phạt kinh tế bởi hoa kỳ như là venezuela hay là chúng ta nói tới là bắc hàn hay là bây giờ tới iran thì cái vấn đề liên quan tới cái sự nguy hiểm của bitcoin sẽ từ từ lại thổi phồng lên thì có thể dẫn đến những cái quyết định không được tốt liên quan đến thị trường tiền kỹ thuật số. Đương nhiên nếu như mà Hoa Kỳ đưa ra một cái luật gắt cao liên quan tới Bitcoin nói là Bitcoin thì không thể được lưu giữ danh ví cá nhân hay là Bitcoin không thể được mua bán tự do thì đương nhiên Bitcoin sẽ không có chết nhưng mà sẽ khiến cho cái sự tiến triển của Bitcoin bị thụt lùi lại rất là nhiều. Cho nên đây là một điều mà chúng ta không muốn xảy ra trong thời gian một năm qua các bạn thấy được là Bitcoin đã tiến triển không có ngừng Có thể nói là năm 2020 này cái sự tiến triển nhìn từ đầu năm cho tới bây giờ chúng ta không nói tới giá cả Giá cả thì đương nhiên các bạn thấy là rất tốt Cái giá mà bắt đầu từ năm nay tới cái giá bây giờ đã tiến triển rất là nhiều Nhưng mà chúng ta nói tới cái sự hình thành của thị trường này đối với lại thị trường tài chính của Hoa Kỳ đối với chính phủ của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là một bước tiến tới rất là đáng kể chúng ta có những người mà đang thực sự gây dựng cái sự chấp nhận từ Hoa Kỳ đối với Bitcoin có những cái người như là người đứng đầu của OCC bây giờ là Brian Brooks chúng ta có những người như đứng đầu của CFTC chúng ta có những cái nghị viên ở bên SEC thì liên tục là thúc đẩy sự phát triển của thị trường này trong cái lĩnh vực là pháp lý một bên khác các bạn thấy được là hầu như phố wall đã hoàn toàn chấp nhận tiền cư luật số các bạn thấy là những công ty bây giờ cũng đã chấp nhận thì trong năm nay cái sự tiến triển rất là tốt chúng ta không muốn thấy là vì lý do là những cái quốc gia mà đang nằm trong cái danh sách bị trừng phạt kinh tế sử dụng bitcoin để mà tránh khỏi cái sự trừng phạt kinh tế này của hoa kỳ thì đây là cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong cái video ngày hôm nay các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở phía dưới thì nhìn chung thị trường thì các bạn thấy được là chứng khoán thì hôm nay lại tiếp tục là màu đỏ Chỉ số Dow đã đi xuống 150 điểm đã kết thúc cái tuần lễ tệ nhất từ tháng 3 cho tới bây giờ Nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là Bitcoin vẫn tiếp tục cho chúng ta thấy được là cái sức đẩy lên rất là mạnh Và ngay cả bây giờ các bạn thấy được là Bitcoin vẫn trên 13.000 đô thậm chí Cách đây chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi lại muốn thử cái mức là 13.800 đô cao nhất trong vòng 3 tiếng hồi vừa qua đã lên tới 13.742 sau khi mà bị đẩy lùi trở về nhưng mà tình hình bây giờ các bạn thấy được là Bitcoin càng đi xung quanh cái mức 13.000 đô càng lâu thì càng tốt chúng ta có được một cái sự hỗ trợ ở cái mức này để tiếp tục có cái sự tiến tới Mặc dù là chứng khoán không được tốt, các bạn thấy được là ngược lại thì Bitcoin vẫn cho chúng ta thấy được là cái sức mạnh vẫn còn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và đương nhiên tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như các bạn chưa có theo dõi thùng Capital trên các mạng xã hội thì có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook Telegram, và Twitter hay là các bạn có thể tham gia những cái sàn giao dịch thì trước khi các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào thì hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng Capital như là có thể tham gia vào nhóm nhận hỗ trợ và tư vấn trên miễn phí hay là được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi khi mà tham gia vào sàn Binance và những cái ưu đãi khác. Bấm vào cái link để tìm hiểu thêm những cái thông tin và thuận xem gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.